không biết ai mà ở ngoài đó, tại mấy mấy này quay nhắn gửi giùm, nếu mà ai mà ngoài đó cộng được, nếu mà đúng con số, comment lên cho biết là có bao nhiêu đức thầy giả rồi. Tại vì đức thầy cho cái con số, mà nếu mà ở ngoài kia đúng bao nhiêu người giả thì tự nhiên ngài sẽ xuất hiện. Thì bây giờ nó nhiều quá, mình không biết con số mấy, mà giờ mình không có dám nói đúng con số đó ở đây. Ở giờ trên trên cộng đồng mạng ai mà biết biết bao nhiêu Đức Quỳnh Phú Sổ giả bữa giờ ta, bao nhiêu năm nay á, nếu mà có người nghiên cứu người ta sẽ biết, chứ giờ nhiều quá mình cũng chẳng biết con số mấy. Chắc có lẽ bây giờ chưa đủ, hoặc là gần đủ cũng không biết, thì cái đó là ngày xuất hiện đó. Còn thiên tử giả nhiều quá, trên 12 thằng là có một thằng thiệt xuất hiện. Bây giờ bữa giờ cũng trên rồi đó, thằng thiệt xuất hiện, cái mấy thằng kia tự nhiên giờ cũng im im bớt. Tại cộng sản nó hay lắm, nó đặt ra trước làm mấy cái dù trước, có gì nó nắm cái dù nó nhảy nhảy khỏi té ô đầu không? Mà nó cứ nghĩa là giống như ngồi lấy giấy mà vẽ vôi vậy đó, mò mò vẽ vậy đó, con trời không ra gì chứ. Cái tên mà trong kinh điển lâu nay á, người ta nói là núi Tu Vi á, tại con đang nói chuyện nhìn trời, không nói chuyện nhìn trời, nó không có thật, nó chỉ là cái tên thôi. Tại vì hồi xa xưa đó, nó đâu có phải là có một cục đá khổng lồ như cái núi bự nằm trong không gian đâu. Thì sư phụ là người được ở bờ trên dạy, thì mấy vị mới dạy như thế này, nó không phải là một cục đá khổng lồ. Cái tên thì ở trên trời vẫn gọi là Tu Vi, nhưng mà hồi thời xưa đó, mấy con có là có đội nón lá đây không, nón lá giờ giống chinh đội á, nó có cái nhọn lên. Thì từ ở Nam Thiện Bộ Châu của mình là một cái cụm nhỏ thôi, trong đó có người UFO, người xám, rồi có người trái đất chúng ta, một đống thôi, là cùng một nhóm nhóm một cái group người, nhưng mà chẳng qua nó ở cái trái đất gần mình thì người nó cao, người nó trắng, mắt nó bự, còn mình ở đây thì cùng là một cái làng nha, mình gọi là một cái làng. Còn muốn đi qua cái làng Bắc Cô Lô Châu hay là Đông Thắng Thần Châu hay là Tây Ngu Quá Châu thì chúng ta không thể nào đi với cái xương xương phàm xác thịt được, và cũng không có một cái loại spaceship nào mà mạnh đến nỗi mà đi qua cái đó, mà đi tới hàng tỷ năm tan nát hết, không có gì hết cả. Những sư phụ hỏi kỹ lắm nha, vậy chứ những cái thằng mà UFO á, nó đi qua đây được những cái đĩa bay đó, nó đi không, nó cũng là như người trái đất chúng ta thôi, chẳng qua nó khôn hơn người mình, cũng giống như chúng ta với nó. Là mình nói giả sử nha, giống như một đèn mắt của Phật đi, một đàn thú nằm ở Africa, chúng ta là những con nai, còn tụi nó là giống như những cái con khôn hơn mình, giống như con sư tử con cọp vậy đó, nó muốn ăn thịt mình, nó muốn giết mình lúc nào giết. Còn chúng ta những con nai, có nhiều lúc con nai thấy mấy con sư tử tới còn không chịu chạy nữa, thì những cái technology, những cái UFO của tụi nó cũng dẫn đi không tới được qua cái nón nó xoáy vậy nè. Mà qua bên đó rồi, nếu mà có qua được thì nó qua, nó mở rộng một cái không gian khổng lồ, một cái vũ trụ khác, thời gian lại thay đổi rồi. Rồi qua cái đó nữa, bay nữa thì gặp cái nón nữa. Tức là gọi là mình nói không biết có phải là mấy nhà bác học gọi là black hole hay không, mà cái đó là nỗi Tu Vi á, tại nó nhọn nhọn như cái nón. Chứ hồi xưa giờ cứ học kinh, mình cứ tưởng tượng, mình cứ nghĩ cái núi Tu Vi là thiệt quá không. Còn Nam Thiện Bộ Châu chúng ta là dĩ nhiên miền nam của cái nón, là miền nam của núi Tu Vi. Nhưng mà nhân loại, người giới bồ, không ai có khả năng đi tiêu hết, mà cả nghìn ánh sáng, cả tỷ ánh sáng. Rồi ở bên đó, chúng sanh ở bên đó có qua được rồi, họ sống 700-800 năm, y như Kinh Phật có nói. Cái này mình chỉ riêng nói về vấn đề cái tên thôi, cái tên là Tu Vi,
không có cục đá khổng lồ như cái núi nằm ngoài, never. Nó chỉ là một cái dòng xoáy như cái nón vậy, cái hình coin vậy đó, mình chui vô một cái đã đổi không gian, đổi thời gian. Rồi trong đó có một nhóm người khác ở trong đó, thì đó là người Bắc Cô Lô Châu, Nam Thắng Thằng Châu. Ông Thắng Thằng Châu. Chúng ta với người VFO là một cái cụm, một cái cụm, một cái group nằm ở Nam Thiện Bộ Châu. Giữa mình với neighbor của mình thôi. Neighbor của mình là mấy người xám, nó qua mình được. Còn mình bây giờ mình chỉ có lẩn quẩn đây à. Mình cũng giống như mấy ngày nay vậy, ngày nào cũng ra vậy đó, tới lui thôi. Vậy mình tưởng mình khôn. Thằng vô tin tưởng đâu vậy, nó hay lắm. Cái mấy vị nói thì còn tức cười. Rồi cái mấy vị, cái sư phụ mới hỏi, vậy chứ cái chiếc thân của Thái tử đã đi bao nhiêu nơi? Mấy vị nói là Ngài là người giống như lúc nào cũng thương chúng sanh khắp vũ trụ, lúc nào cũng làm việc cho cha rất là đắc lực. Ngài đã đi hết tất cả lục châu. Cái chữ lục châu của mấy vị nói trong kinh nói, mình tưởng là lục châu là đi 6 cái hành tinh. Mấy vị nói không phải, lục châu có nghĩa là 6 cái thái dương hệ. Có nghĩa là ở ngoài kia đi khủng khiếp lắm, tức là mỗi một cái thái dương hệ là một mặt trời, nó có dãy ngân hà, rồi nó có biết bao nhiêu trái đất xung quanh sống cũng như cái trái đất của mình. Thì có mình học trong khoa học đó là 9 hành tinh, nhưng mà ngoài đó có mấy thằng UFO là mình ở một cái thái dương hệ thôi. Mà mấy vị nói là chiếc thân của cửa thụ đã đầu thai 6 cái thái dương hệ như vậy. Mỗi cái thái dương hệ nó có nhiều cái nhóm người sống gần gần ở đó, bị lệ thuộc bởi cái mặt trời ở đó. Thì cái đó gọi là lục châu. Mà cái này, cái danh từ này cũng lạ. Bữa nay clip này có hai cái lạ. Lạ thứ nhất núi Tu Vi, thứ hai là thái dương hệ á, là một cái châu vậy đó. À, mới vậy gọi vậy. Cái mình mới hỏi vậy, ở đó về thiên đường bao nhiêu? Ở đó mà về thiên đường quá chừng xa luôn, không có thể tính theo cái thời gian nổi luôn. Cũng giống như là những từ đó giống như một hạt cát nằm ở nguyên một bãi cát vậy đó. Vậy mà mình hôm nay mình mới hiểu, mỗi một lần cha mẹ hay mấy vị Phật hay Bồ Tát mà xuống thăm chúng ta đó là con biết khủng khiếp, đi biết bao nhiêu tỷ tỷ cây số ánh sáng. Nhưng mà khi có thần thông tích tắc là mấy vị tới. Đó là lý do tại sao con người chúng ta và những linh hồn chúng ta, giàu cho có bỏ xác phàm nữa, có giỏi nhất nữa cũng làm con ma bay từ đại diện Nam, nhưng mà cũng phải núp, phải né vô cái nón của ai, hay là vô trong chiếc máy bay vô lén rồi ngồi trong đó, chứ cũng đâu chưa dám mà khơi mà bay ngoài này nữa. Bị mấy ông thần thí dụ bay ngang qua nước nào có ông thần nước đó ông chặn lại còn mệt nữa. Thì người trái đất hay là cái vong linh, cái thần hồn cũng vẫn là chúng sanh của trái đất. Có thân phàm hay không có thân phàm cũng vậy. Cũng lẩn quẩn vậy. Bởi vì so với cõi trời, cõi người khác xa. Chúng ta y như là con ếch ngồi đáy giếng. Mà cứ tưởng rồi chúng ta biết hết mọi thứ. Có nhiều vị giống như Phật, giống như cha là thượng đế tạo ra cái linh hồn, cho chúng ta cái linh hồn. Cha là giống như là đạo, mà đạo thượng đế nó không phải riêng cái trái đất này mà tất cả các vũ trụ khác, 3.000 cái giống người sống khác nhau ngoài đó cũng đều là đạo thờ cha không à. Mấy thằng giữa vô á, chùa hỏi mấy giữa vô người xám, mấy thằng này nó tu cái gì, nó thờ ai? Cũng là thượng đế à, ngộ vậy đó. Nó cũng y như mình vậy đó, rồi nó cũng ngồi thiền như mình, nhưng mà con người của nó được được cái cấu trúc
cứng rắn hơn người của mình. Người của mình dễ vỡ. Tánh của nó, tại vì nó sống dài á, nó khôn hơn, cho nên nó nhẫn nại hơn. Cho nên tại sao con thấy mấy đứa nhỏ nhỏ thì còn lăng tăng, trước khi có tuổi mà chừng 50 rồi phải đầm lại. Còn ai mà cỡ tuổi mà già già mà vẫn chưa đầm thì không biết tưởng tượng mình nghĩ hồi nhỏ mấy người đó lăng tăng cỡ nào không? Chắc như monkey luôn. Đúng không? À, phải trên 55, 60 tuổi là phải đầm lại. Rồi tới về người thành tinh cũng vậy, nó sống dài dai hơn mình. Rồi nó hiểu quá nhiều hơn mình. Rồi những cái gì nó sáng chế ra đó, rồi nó lưu truyền lại được nhiều hơn. Cho nên nó cũng bệnh như mình, nó cũng đủ kiểu ăn, rồi cũng đói, rồi cũng không có cái gì mà nó khác hơn mình hết. Chỉ có một cái là cái thành tinh của nó được ân sủng hơn, là vì nó sống dài. Nó đổi ngược lại là không có Phật ở bên đó. Tại khi người sống dai quá, người ta không cần Phật, không cần Bồ Tát. Bồ Tát với Phật xuất hiện, họ coi như phà, mắc mới gì cần. Tôi sống 700 năm, ông ra ông nói làm nhảm 3 ngày tôi làm chuyện khác. Đại khái mấy thành tinh đó là vậy, nó ỷ lại. Về cõi trời cũng vậy, Phật giảng Pháp chả ai nghe. Cho nên Phật, Bồ Tát đều ở chung với chúng ta ở cái quả địa cầu này. Vì chúng ta, con người chúng ta quá sức ngắn ngủi, 100 năm quá ngắn. Và cái thân hình của chúng ta dễ thay đổi lắm. Một đứa nào không gặp sư phụ chừng 3 tháng trở lại thấy khác rồi. Mấy con không gặp sư phụ chừng 3 tháng quay lại thấy bạc liền, đúng không? Ơi, máu già. Hôm nay còn gặp chứ đâu biết già. Vài chục năm mấy sư phụ về trời hết gặp. Lúc đó tới lại bãi cỏ này ngồi nhớ ra ngày hôm nay nữa chừng. Lẹ lắm á. Ở trong hàng đệ tử Hội Thiên chúng ta có những người lớn tuổi á, cũng giống như xưa ông chồng của đệ tử Hiệp Thành á, để tới để lui từng nào cho phụ nó ngồi nói chuyện, ông cũng ngồi nghe, không đụng cái chỗ vợ chồng con đi rồi ai mà là thấy mất chiếc xe lăn ngồi trước mặt nghe rồi, đúng không? Lẹ lắm à, mấy con cứ gặp dài gắn chào nhau đi, lần sau chưa chắc chào được. Gặp Bắc Ngưng với chào ổng như nhiều. Rồi có một đệ tử Liên á, cái gì là Liên á? Liên á, gắng gặp bà Tiên đó chào bả đi. Lẹ lắm, không có gì chậm đâu. Nhiều lúc trẻ nữa kìa, xém chút là hồi thứ tư tuần rồi. Thiếp hình này của mình mới có 4 mấy, 5 mấy. Chỉ có thần hồn là bất tử, chỉ có thần hồn là đi không có bị cản cái sức ép của không gian, của không khí. Đi kiểu nào cũng tới hết, lẹ nữa, nghĩ một cái là tới đó rồi. Huống hồ chi, cái đạo là sẽ nhiều nghìn năm. Một cái thể chế, hồi xưa thể chế thời của bác... bác Bảo Đại mình, phải không? Rồi sau cái đệ nhất Cộng Hòa, rồi tới 4 tướng Đà Lạt, rồi sau tới Nguyễn Khánh đó, những cái thời đó, rồi cái đệ nhị Cộng Hòa tới bác Thiệu, rồi giờ tới bác Hồ, rồi giờ tới bác Trọng, không biết mỗi tới bác nào thay đổi lẹ lắm. Cho nên mình đừng có nghĩ cái gì là vĩnh cửu. Hồi xưa Các Mác mà ra đời cái thể chế vô thần á, Các Mác nghĩ là sẽ nhuộm cái quả đỏ, đất này màu đỏ. Cái chuyện đó là cái tưởng tượng của một con người tham vọng. Tham vọng nhất là Hitler, mình nghĩ. Ông có nghĩ là ô, ta đây có vũ khí, có thằng UFO, mấy người thành tinh chỉ ông chế vũ khí đó. Nghĩ là ta đây có vũ khí ngon là ta chiếm cái quả địa cầu này. Sai lầm. Người tính sao bằng trời tính. Tính cỡ nào nữa, rồi tấn công cũng bị tuyết của Nga đó. Cái hôm nay Nga cũng bị tiết lại, đâu có vô được Ukraine. Có
Huống hồ chi một cái thể chế hôm nay cái răng giống như răng già bị sắp rụng. Nhà cửa bán được với số bán mai mua, chợ Bến Thành nhắn teo. Thì làm sao mà cái câu cờ vàng bay sọc đỏ không treo về Dinh Độc Lập được chứ. Ở bên trên nói đâu là trúng phốc đó. Thiên nói chuyện này chỉ là dịch lại lời của bà trên dạy. Cho nên cái gì? Từ 5 năm nay, những người mà theo dõi kỹ. Xin hai cục pin. À, được rồi, chú lấy pin này. Trúng hết, không có chập gì chứ. Không có ai mà hoàn hảo hết. Không có một người nào từ xưa giờ giàu họ khó ba đời phải không? Là không có ai mà lấy được cái tài sản gọi là phi nghĩa đó mà hạnh phúc vui sướng hết. Chiều mát đây ngồi nói chuyện đã, nhưng mà có một cái giờ này pin nó cũng hết. Cái microphone còn hết pin, huống chi con người mà không hết pin. Với hiểu giờ là 12 giờ tới giờ mấy giờ. Ca sĩ người ta cũng có người ca phụ quá không à, ta ca 2-3 bài thôi, còn này từ đầu tới cuối nó nghe ca dở quá, để sư phụ nhảy vô ca mấy bài cũng hết thôi nữa. Sư phụ ca dở nhưng mà cũng đỡ không ấy. Đỡ một chút phải không? Nghe cũng còn tạm được phải không? Mấy bữa nào thôi mình làm đạo mà học ca cũng kỳ. Ca đại được nhau ai hiểu gì hiểu. Miễn sao nó có điển thanh vào lỗ tai vui vẻ là ok. Tại cái giọng ca hay là giọng nói hay là đọc kinh đều là cái âm thanh có cái thần lực trong đó. Cỡ này sư phụ dùng thần lực ca mấy bản nhạc tiền tiến để mà cho mấy ông hát ô phải không? Bắt đầu phải khoái mình phải không? Có cái ông đội cái nón dưới rơi kìa. Ông là cái gì á? Chức gì ta quên này, chức gì bác hả? Chủ tịch hội hát ô phải không? Đâu có chức gì đâu. Mình không mà. Không, hiện giờ là bữa giờ coi hát ô đông lắm á. Ở dưới ông này là nhiều hát ô lắm. Trời ơi, lời của ổng mà lên trên đó là cả đống máy hô đứng chào cờ đó, ổng nói ghê lắm. Nhưng mà được có một cái, ổng tin cho phụ là con của cha. Còn máy hô kia lì lắm, không chịu nghe. Thì mình phải ca nhạc tiền tiến rồi để dụ. Người chiến sĩ vô danh đồ không? Rồi... quê hương đồ. Sư phụ, bốn bộ châu sư phụ vừa nói là Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Đông Ngưu Hóa, Tây Ngưu Hóa Châu. Bốn bộ châu đó có phải là tầng trời thứ nhất không? Cái đệ tử này gốc là từ Công giáo. Bởi vì bây giờ bước qua Phật cái hỏi toàn là chuyện siêu hình lung tung bên Phật. Chứ phải chi bên Công giáo có bây giờ đâu ngồi đây cờ phải hỏi không? Tại bên giáo chỉ dạy mình thế gian thôi. Chứ không có dạy những cái cõi trên, những cái loài người sống ở khác mà chúng ta. Thật sự cũng chẳng có tầng trời tứ đại thiên dương nữa. Nó gồm lại những cái nơi sống. Mà những cái nơi sống đó phải đi qua những cái nón lá. Nón lá nó có cái dành á, xoáy gọi là black hole. Thì nó sẽ qua một cái nơi có những cái chúng sanh sống ở đó. Rồi những cái mà gọi là quy tắc và cái environment của cái nơi đó, họ sống khác hơn mình, tướng người khác hơn. Cái dãy ngân hà, cái vũ trụ, cái thiên hà nó rất là lớn. Chúng ta chẳng qua là chỉ là một hạt cát thôi. Cái thái dương hệ của chúng ta, cái mặt hệ mặt trời, rồi trái đất của chúng ta, những người thành tinh cũng là neighbor của mình, cũng ở cùng cái hệ mặt trời của mình. Chứ nó không phải khác hệ mặt trời của mình.
cho nên gọi là một mộc châu. Còn lục châu là một cái mặt trời khác mà những nhà khoa học sẽ không bao giờ biết mấy cái này, trừ khi ở trên dạy kỳ hôm nay lên mạng này nói. Cho nên mấy nhà khoa học á, cũng y trong mắt sư phụ á, là mấy anh dễ dôi á, mà mọn dôi dễ rồi. Bây giờ sư phụ biết nhiều rồi, tự nhiên trên nói mình mới quảng hồn, mà mấy cái này những nhà khoa học không bao giờ hiểu tới. Bây giờ con người của chúng ta như con ếch. Con ếch ngồi nơi giếng nó chỉ dễ vòng vòng cái miệng giếng thôi à. Giỏi lắm là nhìn trên kia lúc màu xanh rồi lúc mưa rồi này nọ thôi à. Chứ con đâu biết ngoài miệng giếng có gì đâu. Chúng ta cũng y như con ếch vậy đó. Hôm nay mình có cái đài này thì mình biết rõ được là ở ngoài kia có sự sống. Sự sống vĩnh cửu, sự sống sung sướng, cực sung sướng luôn. Không có phải lo bệnh tật, không phải lo đi khám bác sĩ, không phải đi tìm việc làm, không phải lo sợ ế khách, không phải lo dỗ con ngủ, dỗ chồng ngủ, không lo nấu ăn. Tại vì lên trên chảnh là mình có thần thông mà tiên rồi phải không? Nháy mắt một cái là ra một cục hột xoàn khổng lồ, muốn đeo cục nào cũng được. Không, nháy mắt lên phải một cái là trời ơi, ngọc đồ đeo đầy cổ, thiệt mà, biến ra. Và quần áo xoay cái là áo collection không á, đủ màu luôn. Mau về, thật sự ở trên là vậy. Tại vì mỗi lần sư phụ mẹ về thăm á, thường xuyên rồi mấy chị đó, mấy người đó mặc đồ rất là cực kỳ sang trọng. Rồi so với sư phụ mặc cái bộ đồ sơ mi này là dĩ nhiên cũng hơn nhiều người xung quanh đúng không? Nhưng mà mấy vị nhìn á, mình cũng như là có một con ăn mày homeless gì đó. Ở trên nhìn con mình nó mặc cái đồ giải thô vậy nè, ý như là homeless mặc